Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại vlog của Yến Nguyễn TV. Rất là xin lỗi mọi người bởi vì mấy hôm rồi thì hôm nay mình mới làm vlog được để gửi tới tất cả các bạn. Thì thực ra thời gian này thì mình cũng khá là bận ấy, bởi vì mình đang viết luận án cho việc chuẩn bị tốt nghiệp tiến sĩ của mình và một số các cái công việc chuẩn bị khác. Nhưng mà dù bận đến mấy thì mình sẽ cố gắng là sẽ làm được hai vlog trong một tuần để gửi tới tất cả các bạn nhé. Trong vlog ngày hôm nay thì mình cũng vẫn bàn tới cái vấn đề đó là căn bệnh Covid-19 gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Thì ngày mùng 10 tháng 3 năm 2020 vừa rồi thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức công bố căn bệnh Covid-19 gây ra bởi virus SARS-CoV-2 chính thức là dịch bệnh toàn cầu. Cái thông báo này thực ra nó rất là nghiêm trọng bởi vì nó thể hiện cái sự nghiêm trọng của dịch bệnh trên hầu hết tất cả các nước trên thế giới. Vì thế tất cả chúng ta cần có cái nhận thức rõ ràng nhất về sự nguy hiểm của loại căn bệnh này để có những cái phương pháp phòng chống cho bản thân, phòng chống lây nhiễm. Và chắc hẳn cái câu hỏi của mọi người hiện tại đó là căn bệnh Covid-19 đã có thuốc chữa chưa? Và các thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc này, các thử nghiệm lâm sàng cho loại thuốc chữa đặc hiệu cho căn bệnh Covid-19 đang tiến hành đến bước nào rồi? Vậy thì trong cái vlog này chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đưa ra một danh sách các loại thuốc điều trị cho căn bệnh Covid-19 đang được thử nghiệm. Trong danh sách này thì có tất cả là 11 loại thuốc đặc trị cho căn bệnh Covid-19 gây ra bởi virus SARS-CoV-2 đang được thử nghiệm. Và trong đó thì họ cũng đề cập tới cái cơ chế tác dụng của loại thuốc này trên cơ thể bệnh nhân khi bị nhiễm virus. Có những loại thuốc đã được thử nghiệm trên cơ thể bệnh nhân và đưa ra kết quả khả quan cho các loại thuốc đó. Nhưng những cái thử nghiệm này chỉ được ứng dụng trên một số nhỏ lẻ, số lượng bệnh nhân, vì thế chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng chính xác được. Trong danh sách 11 loại thuốc đang được thử nghiệm cho căn bệnh Covid-19 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn luận về hai loại thuốc, đó là Remdesivir và Chloroquine. Bởi vì hai loại thuốc này đã có những kết quả nghiên cứu cụ thể để khẳng định được rằng hai loại thuốc này có khả năng ngăn chặn hiệu quả sự xâm nhập của virus SARS-CoV-2. Như các bạn đã biết rằng là virus SARS và virus MERS cùng họ với virus SARS-CoV-2 gây ra căn bệnh COVID-19 hiện nay. Vì thế tất cả các nghiên cứu về các loại thuốc đặc trị cho căn bệnh COVID-19 đều dựa trên nền tảng của những cái nghiên cứu cho virus SARS và virus MERS. Dựa trên một bài báo có tên khoa học đó là Remdesivir và Chloroquine có khả năng ngăn chặn hiệu quả virus SARS-CoV-2 trong điều kiện phòng thí nghiệm, được công bố trên tờ báo Nature vào ngày 25 tháng 1 năm 2020. Trong cái nghiên cứu này thì các nhà khoa học đã sử dụng tế bào ung thư của người để kiểm tra khả năng ngăn chặn sự xâm nhập của virus và khả năng sinh sản của virus sau khi xâm nhập vào tế bào của hai loại thuốc trên. Như chúng ta đã biết rằng là cái quá trình gây bệnh trên cơ thể người của virus gồm hai bước quan trọng nhất. Bước thứ nhất đó là quá trình xâm nhập của virus vào cơ thể người, cụ thể đó là tế bào người. Bước thứ hai đó là sau khi xâm nhập vào tế bào người thì đó virus, cái khả năng sinh sản của virus sau đó là phá vỡ tế bào. Kết quả của thử nghiệm này cho thấy đó là thuốc Chloroquine có khả năng đóng vai trò trong cả hai bước trên, đó là quá trình xâm nhập và quá trình ngăn chặn sự sinh sản của virus. Trong một bài báo khác đề cập tới hiệu quả điều trị của loại thuốc Chloroquine đối với căn bệnh Covid-19 được công bố vào ngày 29 tháng 2 năm 2020 trên tờ báo là Các phương pháp điều trị virus, thì các nhà khoa học đã kết luận rằng nếu như trong cái điều kiện phòng thí nghiệm thì cái loại thuốc Chloroquine có khả năng ức chế, có khả năng ngăn chặn sự sinh sản của virus SARS-CoV-2. Nhưng nếu như thử nghiệm cái loại thuốc này trên điều kiện lâm sàng điều trị cho những bệnh nhân nhiễm virus cấp tính thì đó còn là một câu hỏi lớn.
Ở Trung Quốc hiện nay thì cũng đã có những cái thử nghiệm lâm sàng cái loại thuốc này trên cơ thể bệnh nhân, nhưng những cái số liệu thống kê về cái khả năng chữa trị thì chưa được công bố. Trong một cái nghiên cứu về coronavirus gây ra bệnh MERS được công bố vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, được công bố trên tờ báo Hóa Sinh, thì kết luận rằng Remdesivir có khả năng ngăn chặn sự sinh sản của virus và các hoạt động của virus sau khi chúng xâm nhập vào tế bào, bằng cách đó là ngăn chặn một loại enzyme cần thiết cho quá trình tổng hợp vật liệu di truyền của virus. Nếu như thiếu cái loại enzyme này thì quá trình sinh sản của virus không thể xảy ra và tiếp đó thì chúng không thể phá vỡ được tế bào. Trong công bố của Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 1 vừa qua thì Remdesivir được cân nhắc là loại thuốc hiệu quả nhất để chữa trị cho căn bệnh COVID-19 dựa trên tác dụng phổ rộng của loại thuốc này, cùng với đó là dựa trên những kết quả của thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và điều trị lâm sàng cho coronavirus được ứng dụng trên những tiêu chuẩn an toàn thử nghiệm của virus Ebola gây ra căn bệnh sốt xuất huyết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi vlog của Yến Nguyễn TV. Nếu như các bạn có bất kỳ một câu hỏi nào thì hãy comment ở phía dưới nhé. Thì mình sẽ sắp xếp để có thể trả lời cho tất cả các bạn. Và ngày hôm qua thì mình có đọc được một cái thông tin trên báo chí, đó là có một cái trường hợp một nữ tiếp viên hàng không có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 là âm tính, nhưng sau đó 8 ngày thì đã có xét nghiệm dương tính dù đã được cách ly và không tiếp xúc với nguồn bệnh. Thì cái vấn đề này mình đã có cái sự thảo luận trong một cái vlog trước có tên đó là tại sao xét nghiệm virus SARS-CoV-2 chuyển từ âm tính sang dương tính dù đã được cách ly và không tiếp xúc với nguồn bệnh. Thì nếu như các bạn có thắc mắc về vấn đề này thì các bạn có thể xem lại cái vlog trước của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi vlog của mình và đừng quên đăng ký, like và chia sẻ vlog giúp mình nhé. Anh nha.